Kính thưa các bạn học sinh 2K9 thân mến, ngày hôm nay thầy trò chúng ta lại tiếp tục đồng hành giải quyết những vấn đề nằm trong đề thi tuyển sinh 9 vào 10. Thì ngày hôm nay thì thầy sẽ gửi đến cho các bạn học trò một số câu hỏi cũng khá là hay, cũng khá là quan trọng và nằm trong đề thi. Thì đầu tiên thì buổi học ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn học trò các câu sau đây. Một là thầy sẽ ôn cho các bạn học trò câu 1 toán rút gọn 1,5 điểm. 2 là thầy sẽ ôn cho các bạn học trò bài toán liên quan đến parabol và đường thẳng có chứa tham số m nè, có chứa một chút về hệ thức vẽ. Rồi hệ phương trình cũng có chứa tham số m. Rồi tiếp theo nữa là thầy trò chúng ta sẽ cùng chinh chiến một bài hình. Được ha, một chinh chiến một bài hình. Không biết là với ba bài toán ngày hôm nay thì gửi cho các bạn học trò có đủ làm cho các bạn học sinh 2K9 hài lòng chưa? Đủ chưa mấy đứa thân mến? Đủ chưa? À, chúng ta cùng nhìn thấy được ba cái bài này rồi. Bây giờ các bạn cho thầy biết được là có đủ hài lòng chưa? Có thỏa mãn chúng ta chưa? Rồi, vô ha, bắt đầu. Bây giờ thầy trò chúng ta làm câu số 1 trước. Đây, câu số 1 trước. Câu số 1 này á thì thầy tự tin là thầy có thể làm đúng được câu số 1 này và thầy tự tin là thầy sẽ lấy được 1,5 điểm. Còn không biết là các bạn học trò thì như thế nào thì thầy không biết. Còn riêng bản thân thầy á là tôi hứa chắc chắn 100% là không lấy 1,5 điểm là tệ. Rồi, vô. Đầu tiên người ta cho biểu thức A và họ đã cho điều kiện rồi nên chúng ta không cần phải đặt điều kiện. Nhớ nha, phần lớn đề thi hiện tại là đều đã cho điều kiện hết. Không có đề nào bây giờ kêu tìm điều kiện cả, từ khi các bạn đi thi vào trường chuyên thôi. Còn đi thi vào trường thường thì hầu như tất cả các bài đều đã cho điều kiện hết rồi. Rồi, bây giờ ở đây người ta kêu mình tính giá trị của biểu thức A khi x bằng 9. Câu A. Họ nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ nói là hãy làm ơn thay x bằng 9 vào biểu thức A. Rồi, ta thế x bằng 9 vào A. A bằng cái chỗ nào là chữ x, mình ghi con số 9 vô đó. Chỗ nào là chữ x, mình ghi con số 9 vô đó. Rồi, tiếp tục. Bằng khả năng của 9 năm ăn học thì mình biết được căn bậc 2 của 9 thì bằng 3. Căn bậc 2 của 9 thì bằng 3. Tí nữa tôi ghi sai ha, tí nữa là rụng nụ rồi. À, hên quá. 6 chia cho trừ 2 thì bằng trừ 3. Một câu được xử lý xong. Đúng hay sai hay không hết? Các ban giám khảo bình luận cho thầy cái nào? Đúng hay sai? Được không? Đúng, hên quá, hên quá. Ban giám khảo bình luận đúng rồi. Tiếp tục câu B. Câu B, bài toán này họ kêu mình rút gọn biểu thức B. À, rút gọn biểu thức B. Rồi, biểu thức B đây. X cộng 3 căn X trừ 10 X trừ 25. Rồi, bây giờ khi đứng trước bài toán này thì mình hiểu như thế này. Mình đang học lớp 9 là mình học về căn. Thì ở đây nó chính là căn x bình. Ở đây nó cũng chính là căn x bình. Và 25 này nó chính là 5 bình. Được chưa? Chúng ta luôn luôn phải mặc định trong đầu là chúng ta học tới lớp 9 là chúng ta học về cái căn. Căn x bình trừ căn 5 bình hằng đẳng thức. Vậy là ở dưới mẫu này nè, nếu như bây giờ mình khai triển ra thì mình sẽ được như vậy. Thầy nghĩ thầy ghi như vậy chắc không cần phải giải thích, bởi vì các bạn học trò đã quá rõ như ban ngày rồi. Ghi như vậy thì đâu có cần gì phải giải thích, đúng không? Bình luận cái này mà giải thích nữa là tệ dữ lắm rồi đó. Hợp lý không mấy đứa đồng chí? Rồi, được ha. Bây giờ vậy ở trên tử là gì? Ở trên tử là một đa thức ha. Ở trên tử là một đa thức. Vậy mình có nhiệm vụ phải phân tích đa thức thành nhân tử. Và chắc chắn một điều, nó sẽ có một cái giống giống với mẫu, đúng chưa? Bây giờ
Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm ở ngoài nháp. X cộng 3 căn x trừ 10. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo phương án gọi là thông minh nè. Làm theo phương án thông minh nha. Rồi các bạn dòm nè. Làm theo phương án thông minh có nghĩa là làm theo phương án mà ngày xưa chúng ta học đó. Chúng ta phân tích nó theo kiểu phương trình tích, có nghĩa là phân tích đa thức thành nhân tử ha, bằng phương pháp tách. Ở đây là con số 1 nè, 1 nhân trừ 10 nè. Dòm cách của thầy ghi này ha. Một hồi nữa bạn nào không hiểu được cái khúc này thầy chỉ cho cách khác. 1 nhân cho trừ 10 thì bằng trừ 10. Vậy cái con số 3 này tách ra làm hai con số mà cộng lại bằng 3 mà nhân thì bằng trừ 10. Nè các bạn để ý nè, 1 nhân trừ 10 thì bằng trừ 10. Vậy con số 3 này sẽ tách ra làm hai con số mà nhân lại với nhau thì cũng bằng trừ 10, mà cộng lại với nhau thì bằng 3. Vậy hai con số mấy cả? Hai con số mấy? Hai con số nào mà nhân lại với nhau bằng trừ 10 mà cộng lại với nhau bằng 3? Đó là con số 5 và con số trừ 2. 5 nhân trừ 2 thì bằng trừ 10. 5 cộng cho trừ 2 thì bằng 3. Rồi ghi vô đây. Được chưa? Rồi. Sau đó hai này, hai đầu tiên mình đặt căn x làm nhân tử chung, còn lại là căn x cộng 5. Hai phía sau mình đặt trừ 2 làm nhân tử chung, cũng còn lại căn x cộng 5. Phía trước và phía sau đều có căn x cộng 5, mình đặt căn x cộng 5 làm nhân tử chung. Và phía trước còn lại là căn x, phía sau còn lại là trừ 2. Đây là một cách. Cách này là làm theo kiểu của lớp 8. Nhưng chắc chắn sẽ có bạn bị mất gốc và các bạn không hiểu cách này và cũng không biết làm luôn. Bây giờ có cú đầu chúng ta đi nữa thì chúng ta cũng không biết làm nữa. Có ai như vậy không? Có ai không? Có không hả? Có ai mà bây giờ là không biết làm thiệt không? Tôi chỉ cách khác cho ông chị hết. Rồi. Bây giờ một cách khác các bạn nghe nè, nghe kỹ nè nha, nghe kỹ. AX cộng B căn X cộng C. Chúng ta phân tích đa thức thành nhân tử là A căn X trừ nghiệm thứ nhất nhân căn X trừ nghiệm thứ hai. Ha, nghiệm thứ nhất, nghiệm thứ hai. Rồi. Thông thường chúng ta sẽ để ý nè, anh A này nè, chúng ta sẽ ưu tiên nó đưa về số 1 ha. Bây giờ là mình dòm này ha, dòm này. 1 x cộng 3 căn x trừ 10 nè. 1 x cộng 3 căn x trừ 10. A là 1, vậy ghi con số 1 vô đây. Căn x trừ cho nghiệm thứ nhất nhân căn x trừ cho nghiệm thứ hai. Lấy máy tính ra, bấm giải cái phương trình bậc 2 này, nhập vô 1, 3, trừ 10. Menu 9, 2, 2. 1, 3, trừ 1 chục. Nghiệm thứ nhất bằng 2, điền vô đây. Nghiệm thứ hai bằng trừ 5, điền vô đây. Trừ với trừ thành cộng 5. Vậy bằng một thủ thuật máy tính cơ bản, chúng ta cũng có thể phân tích nó giống được cái cách làm mà mình làm từ lệnh. Được ha. Và đây là cái hướng dành cho các bạn nào bị yếu lớp 8, muốn sử dụng cái này để làm tốt được chương trình lớp 9 thì các bạn có thể áp dụng theo. Nếu như các bạn học trò bị bí thật sự, có nghĩa là chúng ta tệ thiệt, thì chúng ta áp dụng cách này. Còn nếu mà các bạn giỏi giỏi, các bạn nên áp dụng cách trên để giúp cho mình tư duy tốt hơn. Rồi, nhớ nha. Còn bạn nào thấy thầy hướng dẫn nhanh quá, xem không kịp thì lưu ý thầy có đăng lại. Và đăng lại trên kênh Tuổi Học Trò luôn, chỉ có điều là không phải trên nền tảng TikTok mà thôi. Nhớ nha, là thầy có đăng lại. Một chút nữa like xong tầm cỡ khoảng 3 giờ chiều
là các bạn sẽ tìm được video này đăng lại trên kênh Tuổi Học Trò của thầy. Rồi, vậy là chúng ta đã phân tích được cái này là bằng cái này, đúng không nè? Hai cái này cái nào ghi cũng được cả. Rồi thì ghi vô. Căn x cộng 5, căn x trừ 2. Rồi, được ha. Mình khỏi cần phải trình bày từng bước như thế này. Khỏi cần phải trình bày. Mình có thể trình bày nhanh từ đây xuống đây, người ta vẫn chấm mình đúng bình thường. Khỏi cần phải trình bày từ từ ha. Rồi, tiếp tục nữa. Hai anh đệ này triệt tiêu mất màu dung dịch bà rơm. Rồi, ở trên tử còn căn x trừ 2, dưới mẫu còn lại căn x cộng 5. Sau đây, tí nữa sai rồi. Căn x trừ 5, tôi ẩu nè. Rồi, tới đây các bạn bình luận cái thầy đúng hay sai, góp ý. Nếu mà thầy sai thì chúng ta góp ý á, bởi vì thầy đang live stream trực tiếp nên là cũng không có thể nào mà không tránh khỏi cái việc là bị sơ suất các bạn. Rồi. Rồi. Các nhân tài tương lai đã bình luận đúng rồi. Rồi, vậy là thầy vừa làm xong câu B, Rồi, tới câu C. Câu C này người ta kêu mình tìm x để B chia A bằng 1/6. Đúng chưa? Tìm x để B chia A bằng 1/6. Rồi, ta có nè. Câu C. B chia A bằng 1/6. Tức là gì? Tức là mình lấy B, mình đem chia cho A. Thôi vậy nói gì nói làm chi ông trọng. Tức là gì? Tức là mình lấy kết quả mình đã rút gọn được của B. Kết quả đã rút gọn được của B. Đây, mình đem chia cho A. A không phải là câu này, mà A là cái này nè. A là cái đề. Được chưa? A là cái đề. Căn x cộng 3, căn x trừ 5. Chia, thay vì thì gạch dài ra thì thầy thấy là phân số trên phân số trên phân số tùm lum. À, gì đâu mà phân số quá trời phân số. Thôi, ghi nó thành dấu hai chấm. Được chưa? Đây, A là căn x cộng 3, căn x trừ 5, và kết quả họ cho bằng 1/6. Rồi, A chia B bằng 1/6. Ngừng. Được chưa? Ổn ha. Thầy nghĩ chắc được. Sau đó ha, sau đó mình làm gì? Sau đó đang là dấu chia. Thầy chợt nhớ đến những kỷ niệm đã được học từ năm học lớp cấp 1. Chia là gì? Chia là nhân nghịch đảo. Đúng không nè? Chia là nhân nghịch đảo. Hỏi các bạn học sinh mất gốc. Lưu ý rằng chia là nhân nghịch đảo nhé. Rồi, hai vị này triệt tiêu mất màu nữa. Rồi. Tới đây chúng ta làm sao? Mẫu dục qua đây thành nhân, mẫu dục qua đây thành nhân. Vậy đây là 6 nhân cho căn x trừ 2 bằng 1 nhân cho căn x cộng 3. Con số 1 ghi làm chi vậy thầy? Ủa, số 1 không cần ghi cũng được mà thầy. Tại tôi ngu. Tôi ngu tôi ghi cho tôi biết. Các bạn học trò thân mến. Được ha, được ha. Mình tệ mà, mình ghi vậy cho mình tự hiểu, mình dễ hiểu. Có nghĩa là anh này đi nhân cho con số 1, anh này dục qua đây nhân. Để ghi vậy để cho ai cũng biết cả. Rồi, hợp lý ha. Tiếp tục nữa. Nhân vào 6 căn x trừ 12 bằng căn x cộng 3. Rồi, tiếp tục. 6 căn x trừ căn x bằng 5 căn x. 12 chuyển qua đây 15. Tiếp tục. Nè, giờ khó nè. Ha, à, giờ mới khó nè. Các bạn học trò thân mến, căn x mà bằng 3 thì không biết x bằng mấy cả. Mấy đứa, trời đất ơi. Tôi đọc bình luận mấy đứa mà tôi thấy đau lòng thật sự chứ. Không biết căn x bằng 3 thì x bằng mấy vậy cả. Thôi ơi, mấy ông nghị bài ơi. Gì đâu mà cộng trừ ở đâu đây? Ở đây người ta bình phương hay vế lên, ra được x bằng 9. Cái gì mà cộng trừ 9?
Rồi thậm chí có đứa nó còn bình luận là cộng trừ căn 3, nó trời đất quỷ thần ơi, không thể nào tưởng tượng được, nó là học trò của tôi. À, tròn Việt Nam mà. Bình phương hay phải lên, bên đây bình lên bằng x, bên đây bình lên bằng 9. Sống không xong rồi đại dương ơi, phải hát một câu mới được. Quá đau lòng người ơi, tôi quá đau lòng trời ơi. Rồi thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn điều kiện là gì? Là bài toán này họ có cho điều kiện là x lớn hơn bằng 0 và x khác 25. Sau khi mình giải quyết ra được bài toán, mình xem thì cái nó đúng hay sai ha. Rồi sau đó mình so sánh điều kiện, vậy là điều ra được bằng 9, nhận đúng không nè, nhận. Rồi kết luận cái này, vậy x bằng 9 thì b chia a bằng 1/6. Xong một câu. Được ha, được. Rồi bây giờ xin phép được mời các bạn học trò like giúp thầy một like. Hy vọng là ngày hôm nay thầy trò chúng ta được nghỉ lễ, các bạn học trò sẽ like cho thầy được khoảng 2m tim. Cố lên nha, cố lên nha, 2m tim. Một lần nữa xin phép được kính mời nè. Câu tiếp theo. 1.5 điểm lấy rồi, vậy 2 điểm lấy được không? Trời đất ơi, chuyện nhỏ. À, chuyện nhỏ đối với thầy trò mình đúng không nè. Làm câu trên đây trước ha. Câu 2 này khó không các bạn? Khó quá, quá khó. Khó đến mức độ mà không lấy điểm là không được, đúng không? Rồi, vô. Cho đường thẳng D và parabol. Rồi, thầy tạm thời thì ghi đường thẳng D lại nè. D y bằng trừ 2 x cộng m. Và parabol y bằng trừ 1/2 x bình. Rồi, các bạn có nghe tiếng được cái sớm của thầy karaoke không? Mấy đứa có nghe không? Có nghe tiếng người ta đánh nhạc karaoke không? Dư quay thầy thì lễ nên là người ta cũng hát, mà nó cũng là một điều tốt mà đúng không nè. Lễ là cái dịp để người ta đoàn tụ gia đình, thì cũng có những cái tiệc tùng xảy ra, thì nó cũng là một tín hiệu mừng. Nên là có gì nó hơi xen vô cái buổi live, các bạn học trò cũng thông cảm nha. Rồi, bắt đầu ha. Đầu tiên người ta cho điểm C có hoành độ là trừ 2 thuộc parabol. Vậy là họ cho hoành độ, tức là họ cho xc. Được chưa? Rồi, tìm m để đường thẳng D cũng đi qua C. D nó là tôi cũng muốn đi qua C nữa. Vậy bây giờ làm sao? Đầu tiên C có hoành độ là trừ 2 mà thuộc parabol, vậy mình sẽ tìm IC bằng bao nhiêu? Được chưa? Đầu tiên ta có câu A. C thuộc parabol. Được chưa? Suy ra được Y của C thì bằng trừ 1/2 nhân cho trừ 2 bình. Tức là gì? Tức là cái câu này có nghĩa là mình thế x bằng trừ 2 vô đây để mình tìm được Y. Được chưa? Mình thế x bằng trừ 2 vô đây để mình tìm được Y. Rồi, 4 nhân cho 1 trừ 1/2 thì kết quả cũng bằng trừ 2 luôn. Trừ 2 luôn. Rồi, vậy C có tọa độ là trừ 2 trừ 2. Rồi, ra được tọa độ điểm C một cái. Được không? Được không? Được ha, ra được tọa độ điểm C rồi. Sau khi ra được tọa độ điểm C rồi, bây giờ anh D anh nói là ui, tôi cũng muốn đi qua C nữa. Vậy M cần phải bằng bao nhiêu? Quá dễ. Ta có để D đi qua C. Được chưa? Để D đi qua C thì tương đương gì? Tương đương là mình sẽ thế tọa độ điểm C vô cái đường thẳng D, tương đương là trừ 2 bằng trừ 2 nhân trừ 2 cộng M.
Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý nha. Được chưa? Được chưa? Anh y này thế bằng trừ 2, anh x này cũng thế bằng trừ 2. Rồi, rút gọn đi thì sẽ ra được bằng nhiêu cả? Các bạn hỏi những nhân tài tương lai của đất nước, hãy mạnh mẽ lên, bình luận giúp thầy một đáp án cho nó đẹp rồi cái nào. Cố lên, cố lên. Trời đất ơi, cái gì mà hai, cái gì vậy mấy đứa? Bình luận cái gì vậy? Không xong rồi. Trừ 6 tiêu tùng rồi, rụng nụ mấy đứa này rồi. Rồi, tiếp tục ha. Trừ 6, trừ 6. Hai ông bị này nhân vô cho bằng 4, chuyển qua thành trừ 4, trừ 2 với trừ 4 thành trừ 6. Trời đất ơi, có đứa còn nó bấm máy tính xếp xô nữa kìa. Thôi đi học chứ, đi học lớp 9 để làm gì mà bây giờ còn bấm xếp xô. Trời đất ơi, bài toán cơ bản dễ ẹt nhưng mà cũng phải bấm xếp xô nữa hả? Tệ quá, quá tệ. Rồi, kết luận. Vậy M bằng trừ 6 thì D đi qua C. Rồi, một ý đầu tiên. Ý tiếp theo, tiếp tục ha, tiếp tục ha. Tìm M để D cắt B tại hai điểm phân biệt sao cho thỏa mãn cái ý này, thỏa mãn cái điều này. Vậy ngưng cái chỗ này trước, hai điểm phân biệt là gì? Hai điểm phân biệt thì mình phải viết phương trình hoành độ giao điểm, sau đó mình làm gì nữa? Viết phương trình hoành độ giao điểm, sau đó thế gì? Sau đó lập delta ha, lập delta hoặc lập delta phải gì đó cho nó lớn hơn không. Rồi sau đó mình suy ra được tọa độ điểm D và tọa độ điểm E luôn. Nhớ nha, suy ra được tọa độ điểm D và tọa độ điểm E luôn. Rồi có thể lập hệ thức vé, rồi sau đó mới phân tích cái này. Rồi chúng ta làm. Tập trung câu B ha. Thầy thấy có nhiều bạn cũng hơi yếu yếu đang xem live á, nên là các bạn đó nhớ cố gắng nha các bạn học trò. Nếu mà chúng ta xem có chỗ nào không hiểu, chúng ta có thể xem lại nha. Chúng ta xem tới xem lui, hoặc là xem mà thầy mà không hiểu nữa thì chúng ta có thể xách cái bài đó, chúng ta đi hỏi bạn bè trong lớp của mình á, hoặc là hỏi thầy cô nào đó, đó để thầy cô hướng dẫn cho mình thêm. Bởi vì khi mà thầy live stream á thì cũng chỉ có một cái góc độ nào đó thôi, còn cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng của các bạn học trò mới là chính. Nên là nhiều khi chúng ta thấy một cái vấn đề đó chúng ta không hiểu, là chúng ta phải tìm phương hướng để chúng ta hiểu được cái vấn đề đó thì chúng ta mới giỏi được. Rồi, đầu tiên phương trình hoành độ giao điểm của B và D trừ 1 phần 2 x bình bằng trừ 2 x cộng M chuyển với qua trừ 1 phần 2 x bình cộng 2 x trừ M bằng 0. Thầy nhân tất cả phương trình này cho 2 đi ha, nhân tất cả phương trình này cho trừ 2 đi để ra được số đẹp nha. Có nghĩa là thầy phẫu thuật thẩm mỹ cái nè ha, thầy phẫu thuật thẩm mỹ cái phương trình này để cho đẹp nè. Nhân tất cả cho trừ 2 nha. Rồi ra được là x bình trừ 4x cộng 2m bằng 0. Hiểu không? Còn chúng ta không thích, chúng ta không thích làm như thế này, chúng ta để nguyên gì cũng được nha ha. Chúng ta có quyền để nguyên, hoặc chúng ta có thể nhân tất cả cho trừ 2 để cho các phương trình mình có con số nhìn cho nó đẹp đẹp hơn chút thôi cũng được, hoặc không thích thì cứ để nguyên các bạn mến nha. Rồi sau đó mình tính delta phẩy thì bằng b phẩy bình, b phẩy bình trừ ac. Bạn nào không rành thì có thể xác định hệ số abc trên đây cũng được nè. A bằng 1 nè, b phẩy là bằng trừ 2 nè, c là bằng 2m nè. Ai mà không biết tính delta phẩy thì có thể tính delta cũng được nữa. Nhớ nha, không biết tính delta phẩy thì có thể tính delta cũng được.
Rồi, bằng trừ 2 bình trừ 1 nhân cho 2m. Ra được kết quả 4 trừ 2m. Để B, D cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Khi nào? Khi delta phẩy bằng 4 trừ 2m. Nó như thế nào với con số 0 các bạn mến? Dấu gì ngay chỗ này? Bình luận coi. bình luận. Lớn hơn 0, chính xác, lớn hơn 0. À, nhớ lớn hơn 0 nha. Tương đương m gì? Thử coi các bình luận ra được kết quả không? Tương đương m gì? Kết quả cuối cùng của mình là gì? M bé hơn 2, chính xác. Trừ 4 chia trừ 2 thì bằng 2 ha. Chia số âm thì bất định đổi chiều. M bé hơn 2 nha. Lưu ý nha. Rồi, xong một ý. Rồi, sau đó chúng ta làm gì nữa đây? À, chúng ta có thể ghi ra được cái tọa độ điểm D và tọa độ điểm E. Được chưa? Tọa độ điểm D và tọa độ điểm E nè. Rồi, ta còn nè. D, E là hai giao điểm của B và D, đúng chưa? Suy ra được D có tọa độ x1 chấm phẩy. Ở đây họ ghi là y. À, đây, ghi đây luôn đi, x1 nè. Thầy dựa vào đây nè nha. Ở đây thầy thấy có x một bình nè. Các bạn học rồi thấy không? Ở đây thầy có thấy có x một bình. Thì thầy sẽ ưu tiên ghi phía sau cái bình này. Để họ cái bình này nó gặp cái bình này nó sẽ xử lý được nè. Rồi. Vậy là trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 2 x một bình. Và điểm E có tọa độ là x2. Trừ 1 phần 2 x 2 bình. Thầy ghi như vậy không biết chúng ta hiểu không em? Có nghĩa là như thế này. Các bạn hiểu ha, hiểu như thế này nè. Thầy ghi vậy có thể là các bạn học rồi không hiểu, nhưng mà thầy giải thích chúng ta chú ý này nha. X1 nè, Y1 nè. Vậy có nghĩa là X1, Y1. Thầy lấy cái phương trình này nè, thầy làm chứng nè. Y1 thì bằng trừ 1 phần 2 X1 bình. Thấy chưa? Y2 thì bằng trừ 1 phần 2 X2 bình. Vậy thay vì thầy ghi chữ Y1, thầy ghi vô đây là trừ 1 phần 2 x 1 bình. Thay vì thầy ghi chữ Y2, thầy ghi vô đây là trừ 1 phần 2 x 2 bình. Hiểu chưa? Rồi, tại sao thầy lấy cái bình này mà thầy không lấy cái phía trước? Bởi vì thầy thấy ngay chỗ này nè. Nó là x 1 bình, vậy là nhu cầu của nó là cần x 2 bình. Nhu cầu của nó là cần có x 2 bình xuất hiện thì nó mới phân tích được. Nên là ngay chỗ này, mình sẽ ưu tiên mình lấy bên đây chứ mình không lấy bên đây. Lấy bên đây là một hồi sợ bị rối thôi. Được chưa? Rồi. Được ha. Rồi tiếp tục ha. Hệ thức VS, lập hệ thức VS luôn các bạn. Hệ thức VS. Rồi. S bằng x1 cộng x2. X1 cộng x2 là bằng trừ b chia a. Trừ b chia a. Trừ B chia A là bằng 4. B bằng X1 nhân X2 bằng C chia A. C chia A tức là bằng 2M. Rồi, theo đề bài. Ở đây mình có gì? À, X1 bình cộng X1 bình trừ 2Y2 bình bằng 15. Rồi, X1 bình trừ 2Y2 bằng 15. Tương đương x1 bình trừ 2y2 nè. Đây là y2 nè. Đúng chưa? Đó là y2 đó. Thế vô. Nhân trừ 1 phần 2 x2 bình bằng 15. Rồi. X1 bình
cộng x 2 bình bằng 15. Tới đây thấy đẹp rồi. À, tới đây là thấy ngon rồi. Còn bạn nào không hiểu thì chúng ta nghiên cứu thêm, cố gắng lên từ từ. Rồi, tiếp tục nữa, phân tích này x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 x1 x2 bằng 15. Thế hệ thức vét vô, anh này là bằng 4, 4 bình lên trừ 2 nhân cho 2m bằng 15, trừ 4m bằng trừ 1, m bằng 1/4, 1/4 bé hơn 2 nhận. Vậy m bằng 1/4 thỏa mãn đề bài. Rồi, sau một câu. Các bạn học trò lưu ý nè, khi các bạn đang xem live stream trực tiếp ha, sẽ có vấn đề là các bạn học trò vô sau hoặc là có thể vô nửa chừng, hoặc là chúng ta không tập trung. Thì khi xem live chúng ta có thể là có vấn đề hiểu hoặc là không hiểu. Như là các bạn lưu ý là thầy có đăng lại, và thầy đăng lại trực tiếp trên kênh Tuổi Học Trò, nhưng là không phải ở trên nền tảng TikTok, nhớ nha, mà ở trên nền tảng Du. Nên là bạn nào có nhu cầu muốn xem lại nội dung mà thầy đang live stream thì chúng ta xem lại trực tiếp ở trên nền tảng Du để cho học tập tốt hơn nha. Trong quá trình xem lại, nếu như có chỗ nào không hiểu thì các bạn bình luận lại ở dưới video đó, thì thông thường thầy sẽ trả lời bình luận các bạn học trò ở dưới video hết trơn à. Nên các bạn học trò xem lại mà chúng ta không, vẫn không hiểu nữa thì các bạn cứ bình luận lại ở dưới video mà chúng ta đang xem. Rồi, được ha. Tiếp tục nữa, câu 2. Câu 2 này thì ý này hơi hơi nhiều, ý này hơi dài nè. Rồi, cái ý A này là thầy không làm ha. Ý A này là ý em bé, ý của con nít, nên là thầy không làm, để cho các bạn học trò tự xử nha. Ý A này khó quá, nên là thầy thôi, thầy khỏi cần giải ý A này, thầy tập trung làm ý B đi, để tiết kiệm thời gian của các bạn học trò, được ha. Rồi, vô nha. Đầu tiên thì ở đây câu 2, ý B, người ta cho một cái hệ phương trình MX cộng 3Y bằng 8 và X trừ MY bằng 11. Rồi, tìm M để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn. Vậy khi nào hệ phương trình này có nghiệm duy nhất các bạn nhớ không? Khi nào hệ phương trình có nghiệm duy nhất? Chúng ta nhớ không? AX cộng BY bằng C, A'X cộng B'Y bằng C'. Một nghiệm duy nhất á, là A trên A phẩy khác B trên B phẩy, là một nghiệm. Vô nghiệm là A trên A phẩy bằng B trên B phẩy khác C chia C phẩy. Vô số nghiệm là A trên A phẩy bằng B trên B phẩy bằng C trên C phẩy. Đó, đây là một nghiệm duy nhất nè. Đây là vô nghiệm nè, đây là vô số nghiệm nè. Hay còn gọi trường hợp này gọi là trường hợp cắt nhau, trường hợp này là trường hợp song song, trường hợp này là trường hợp trùng nhau. Rồi, chúng ta lưu ý cái chỗ đó. Vậy là đầu tiên thì mình tìm điều kiện để nó có một nghiệm duy nhất trước, để hệ phương trình có một nghiệm duy nhất khi và chỉ khi A trên A phẩy khác B chia B phẩy. A là mấy? A là M. A phẩy là mấy? Là 1. Khác 3 phần trừ M. Rồi, nhân chéo qua trừ M bình khác nhân chéo qua 3. Trừ M bình khác 3, đúng,
hay sai hay như giải như thế nào nữa. Các bạn nhìn kỹ coi. Tới đây làm gì nữa? Trừ m bình là một con số âm hoặc là bằng không, nói chung là nó luôn luôn bé hơn bằng không. 3 là một con số dương, vậy hai này khác nhau với mỗi m. Có nghĩa là luôn luôn đúng. Các bạn học trò lưu ý, dấu khác chứ không phải dấu bằng. Trừ m bình tức là gì? Tức là luôn luôn bé hơn bằng không. 3 tức là dương. Một con số bé hơn bằng không chắc chắn sẽ khác con số dương rồi. Đúng chưa? Chắc chắn sẽ khác. Hoặc là các bạn học trò nào mà tệ chút á, chúng ta có thể chuyển với qua A, M bình khác trừ 3. Thì cái này nó cũng cùng một nghĩa như vậy, cũng là với mọi M luôn. Nên ghi dòng trên cũng đúng, mà ghi dòng dưới cũng đúng. Các bạn muốn ghi dòng nào cũng đúng cả. Nhớ lưu ý nha. Rồi, bây giờ mới xong có một ý thôi. Vậy là thầy trò chúng ta mới xong cái điều kiện thôi. Vậy là cái hệ phương trình này luôn luôn khác nhau. Hệ phương trình này luôn luôn có một điểm phân biệt á, luôn luôn có một nghiệm duy nhất với mọi M. Rồi. Vậy với mọi M thì hệ phương trình luôn có một nghiệm duy nhất. Rồi, bây giờ họ kêu mình phải thỏa mãn cái điều này. Vậy để tìm được cái điều này thì các bạn cần phải tìm được x là bao nhiêu và y là bao nhiêu. Mình cần phải tìm được x bằng mấy và y bằng mấy thì chúng ta mới làm được cái hệ này. Rồi, vậy đối với bài toán này thì chắc chắn chúng ta phải giải bằng phương pháp thế rồi ha. Phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại số, nói chung là phương án này cũng được cả. Nhưng các bạn tìm cho thầy x bằng bao nhiêu và y bằng bao nhiêu nha. Rồi, đầu tiên ta có, các bạn viết lại cái hệ trước đây. MX cộng 3Y bằng 8. X trừ MY bằng 11. Rồi, các bạn giải ra. Rồi các bạn ghi X, Y vô đây cho thầy. Bây giờ thầy giải nè. Đầu tiên thì thầy sẽ nhân tất cả phương trình ở phía dưới đi ha. Thầy sẽ nhân tất cả phương trình ở phía dưới cho trừ m đi, để thầy cộng lại nhau mất x nè ha. Rồi rồi nè, dòm nè, mx cộng 3y bằng 8. Thầy nhân tất cả phương trình dưới cho trừ m ha, trừ mx cộng m bình y bằng 11m. Nó bằng trừ 11 mà. Có nghĩa là thầy nhân tất cả phương trình này cho trừ m, nhân vô cho trừ m. Trừ mx cộng m bình y trừ 11 m. Sau đó thầy cộng hệ phương trình này cho nhau, hai này cộng lại nhau hết nè. Hai này cộng lại hết nè. Hai này cộng lại được là 3 cộng m bình y. Hai này cộng lại ra được là 8 trừ 11 m. Vậy là ở trên thì dễ dàng ra được là y sẽ bằng 8 trừ 11 m phần 3 cộng m bình. Rồi, 8 trừ 11 m phần 3 cộng m bình. Tiếp tục. Vậy ra được y rồi, mình thế vô mình sẽ tìm được x. Đây, x cái dòng này sẽ ra được là 11 cộng my, mà y là cái cụm này thì nó sẽ bằng 11 cộng 8m trừ 11 m bình chia 3 cộng m bình. 11 cộng 8m trừ 11 m bình chia cho 3 cộng m bình. Thầy làm hơi tắt một tí. Các bạn nào mà đang học chúng ta làm từ từ ha.
Nhớ nha, thầy là thầy đang làm theo cái ý, bởi vì thầy mặc định là cái ý này các bạn học trò tự làm được, có nghĩa là cái bước mà nhân chia cộng trừ á là chúng ta tự làm được, không cần phải thầy ha, không cần phải đụng tới thầy. Nên là trong quá trình các bạn làm, các bạn có thể làm từ 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 theo cái ý của mình, chứ không cần phải là làm theo cách của thầy, nhớ nha. Nên là nhiều khi thầy cộng trừ nhân chia theo cái nghĩa mà thầy hiểu á thì các bạn học trò lại không hiểu, nên là các bạn học trò lưu ý. Rồi bây giờ thầy có x rồi, thầy có y rồi, bây giờ họ nói là x cộng y bằng 5. Theo đề bài x cộng y bằng 5, thế vô nè, x là cái này, 11 cộng 8 m trừ 11 m bình phần 3 cộng m bình. Y nè, 8 trừ 11 m phần 3 cộng m bình bằng 5. 11 dục qua đây rút gọn còn lại là trừ 6 đi ha, trừ 6. Rồi tiếp theo, hai này cùng mẫu, 3 cộng m bình, anh này trừ 11 m bình, ghi lại nè, 8 trừ 11 thì còn lại là trừ 3 m nè, cộng 8 ghi lại nè. Rồi tiếp tục cái nữa ha, trừ 11 m bình trừ 3 m cộng 8, này chuyển qua đây thành nhân, trừ 18 trừ 6 m bình, chuyển vế ngược lại rút gọn ra được là trừ 11 cộng 6 là bằng trừ 5 m bình trừ 3 m, chuyển qua đây ra được là 26 bằng 0. Dòng này bấm máy tính, menu 922 trừ 5 trừ 3 26 2 và trừ 13 phần 5, ra được kết quả m bằng 2, m bằng trừ 13 phần 5. Rồi điều kiện bài toán này là với mọi m, vậy là m nào nó cũng nhận cả. Ở đây mình giải quyết ra được hai cái m, vậy hai cái này đều nhận hết, được chưa? Hai cái này đều nhận cả. Kết luận vậy m bằng 2 và m bằng trừ 13 phần 5 thỏa mãn điều kiện đề bài. Được ha, được ha. Vậy m bằng 2, m bằng trừ 13 phần 5 thỏa mãn điều kiện đề bài. Rồi, một câu được xử lý xong. Mệt không? Mệt ha. Cũng nhiều vấn đề ha các bạn ơi, cũng nhiều vấn đề quá. Nên là mỗi một cái đề thì chúng ta sẽ được học một cái nội dung, một cái dạng câu hỏi khác nhau. Nên cứ cố gắng là không có thừa ha. Nên là các bạn học trò lưu ý giúp thầy, đó là chúng ta nhớ xem lại nha, xem lại chúng ta mới học tốt được. Rồi bây giờ thì sao hôm nay thầy lại sớm? Bởi vì hôm nay lễ. Hôm nay các bạn học trò đều được nghỉ lễ cả, nên là sáng giờ chúng ta cũng được ở không rồi. Nên là ngày hôm nay thầy live sớm. Rồi, bây giờ thì trước khi bắt đầu vào câu hình, thầy trò chúng ta nghỉ giải lao khoảng tầm cỡ 5 phút. Sau đó thầy trò chúng ta sẽ học câu hình. Quay lại thầy trò chúng ta trò chuyện một cái ha. Trò chuyện cái, nói chuyện vui vui vài câu. Rồi sau đó thì thầy trò chúng ta sẽ trò làm tiếp. Rồi sao nãy giờ học hành rồi thấy ổn không, có thấy vấn đề gì khó khăn không, bình luận cái kéo lên cho thầy 100 tim cái nào các bạn. Rồi cảm ơn Mario, các bạn học trò khác ủng hộ thì cái nổi ha, thì cái là mỗi một bạn ủng hộ với một tay một chân thì cái được 100 tim không à. Dạ quá ok thầy, hiểu thầy ạ. Video livestream ngày hôm nay sẽ được thầy đăng lại ha, sẽ được thầy đăng lại trên kênh Tuổi Học Trò.
nên các bạn học trò có thể xem lại nha, hiểu sơ sơ. Thầy ngồi điều hòa mà quạt làm gì thầy? Tại nực, tại điều hòa nhưng điều nó không có mát tới đây, nên mà thầy đang đổ mồ hôi, có nghĩa là giải một bài toán căng thẳng quá đổ mồ hôi, trong khi đó có bật điều hòa nhưng vẫn nực. Làm màn hình đi thầy, làm hình đang đợi các bạn trò nghỉ lao, chúng ta nghỉ lao 5 phút để cho thư giãn đầu óc, sau đó chúng ta sẽ làm tiếp. Khúc cuối thì nãy không hiểu thầy ơi, bạn BH Trịch mình có thể xem lại một chút nữa đây, sau khi thầy giải xong thì tầm cỡ 15 giờ tức là 3 giờ chiều thầy có đăng lại. Bạn Giang ủng hộ thầy vài lượt tim, cái các bạn lên cho thầy lên 100k tim cái thì cây nổi hơn các đồng chí. Làm sao để tách đúng ta? Thì mình phải học làm từ từ. Mình học vững lớp 8 thì mình sẽ học tốt lớp 9 nhiều à. Các bạn đợi thêm một tí nha, thầy kéo cái này qua cái bị like lâu lâu nó sẽ kêu mình kiểm duyệt lại. Ngày 15 tây tháng 5 giải những câu C đề thi tuyển sinh ở những tình khác, trước thầy giải không thầy? Hiện tại là thầy đã tập trung giải rồi, hiện tại là thầy đã tập trung giải bài hình rồi bạn thân mến, nên là sẽ không có ngày 15 tháng 5 nữa, mà hổm rày thầy giải rất là nhiều câu C hình rồi, hổm rày bữa nào giải hình cho các bạn học rồi thì thầy đều giải hết tất cả các câu hình luôn rồi, nên là có nghĩa là cái vấn đề giải câu C hình là thầy đã làm trước rồi, chứ không phải là tới ngày 15 tháng 5 mà hổm rày đã làm đùng đùng rồi. Vào ngày 1 tây tháng 5 sắp tới á, thì thầy có mở một cái nhóm học chuyên đề hình á, tức là nay thứ hai đúng không nè, thứ tư sẽ bắt đầu, ngày 1 tây tháng 5 sắp tới nha, thì thầy sẽ có mở một cái nhóm để học chuyên đề hình á. Bạn nào có nhu cầu học thì học, được học vào tối ngày thứ hai và tối ngày thứ tư lúc 21 giờ á, tối ngày thứ hai và tối ngày thứ tư lúc 21 giờ cho đến 22:30. Mình học riêng ở trên nền tảng Google Meet nha các bạn thân mến, nên là bạn nào có nhu cầu học thì xin phép phụ huynh để đăng ký học, và thầy có thu học phí khi các bạn học trò tham gia cái khóa học hình đó, là có thu học phí nha, chứ không phải là miễn phí, nên là bạn nào có nhu cầu học thì đăng ký phụ huynh để phụ huynh liên hệ trực tiếp thầy để đăng ký, hoặc là các bạn cũng có thể nhắn tin trực tiếp cho thầy để đăng ký cũng được. Rồi, lên 100k tim kìa. Các bạn học trò ủng hộ một tay một chân thế nào. Thầy rồi chúng ta sẽ nghỉ lao cho tới 100k tim nha. Còn có 30k nữa thôi, 29k nữa là đủ rồi. Xin mời, xin mời. Bơm mở nhỏ nhỏ một chút con. Thầy đang sinh sống và làm việc ở đâu? Hiện tại là thầy đang ở Bến Tre, thầy đang ở Ba Tri Bến Tre đó bạn. Và hiện tại là thầy đang dạy học online. Thầy dạy thì nhiều lớp lắm, thầy dạy thì thầy dạy lớp 8 cũng có. Lớp 8 thì thầy chỉ có dạy 1 kèm 1 thôi. Lớp 9 thì thầy dạy 1 kèm 1 nè, rồi thầy có live stream thêm. Lớp 10 cũng dạy, lớp 10 thì cũng có dạy 1 kèm 1 và cũng có live stream thêm. Lớp 11 cũng có, lớp 12 cũng có. Là thầy dạy từ lớp 8 tới lớp 12. Mình muốn hỏi bao nhiêu thì mình nhắn tin cho thầy để mình hỏi. Nhưng điều bạn Boy thân mến nha. Nếu mà lịch sự cái nữa là mình nhắn tin mình hỏi riêng thì nó sẽ tiện hơn là mình hỏi trực tiếp trên sóng live. Thầy có dạy một mình môn toán thôi. 80k là các bạn thân mến, ủng hộ thầy thêm 20k nữa kìa để cho duy trì cái mức độ tập trung của chúng ta. Thầy cũng có nhiệt huyết hơn.
Câu hình cái đề này thì tổng cộng gồm có 4 ý. Câu A, câu B, câu C và câu D. Thầy trò chúng ta sẽ cố gắng làm hết 4 ý này luôn ha. Làm hết 4 ý này luôn. Chúc thầy sức khỏe nha thầy. Dạy có tâm thiệt. Rồi, nói chung là thầy cũng cảm ơn mình rất là nhiều. Vậy là được rồi ha, được một lời nhắn tin động viên như vậy là được rồi. Như này các bạn học trò lưu ý nha. Ở nhiều khi chúng ta mến thầy, chúng ta thương thầy hay gì đấy thì chúng ta cũng đừng có đề cao thầy quá, vì thầy cũng chỉ là người đi trước thôi. Chắc chắn các bạn học trò sẽ giỏi hơn thầy rất là nhiều trong tương lai. Nên là đôi lúc chúng ta mến mộ thầy hoặc là đôi lúc chúng ta cảm thấy khoái khoái thầy gì đó thì chúng ta cũng lưu ý là hãy để thầy ở dưới mặt đất, chứ đừng có đưa thầy lên lúc trên tận mây xanh rồi sau đó thầy sẽ không biết được mình là ai ha. Nhiều khi lúc đó thầy tưởng tượng là thầy trở thành cái rốn của vũ trụ mà thầy xem trời bằng dung nữa, cũng không hay. Nên là nếu mà chúng ta có mến thầy, chúng ta có cảm thấy yêu thích cái công việc dạy học livestream này, chúng ta cảm thấy là việc làm của thầy có ý nghĩa, thì chúng ta cũng bình luận bình ít thôi ha. Bình luận khen khen thầy ít thôi, vì khen thầy nhiều quá là thầy sẽ đi xa và đi luôn á. Mai mốt tôi dạy nó sẽ khác liền à. Nên là cứ chê thầy dạy dở ra cho tiện ha. Khi mà các bạn học trò chê thầy dạy dở thì thầy sẽ có nhiệt huyết hơn, thầy sẽ có động lực để dạy giỏi hơn. Còn các bạn cứ khen thầy hay, các bạn cứ khen thầy xuất sắc là mai mốt tôi dạy dở ẹt ha. Thiệt, cái này là nói thiệt nha. Rồi chuẩn bị 100 ca tim đậu bến đó nè. Nó 95 rồi, nhanh thật sự chứ ha. Chuẩn bị ha. Rồi 96, 97 rồi. Cổ lên nha. Rồi bắt đầu ha, vô câu hình. Bấm quyết liệt ha. Rồi câu hình ngày hôm nay thì thầy gửi đến cho chúng ta thấy cũng được, cũng không đến nỗi tệ. Nhìn nó cũng ra trò đấy các bạn học trò. Đầu tiên thì họ cho một cái đường tròn tâm O, đường kính AB ha, đường tròn tâm O, đường kính AB. Rồi chúng ta vẽ cái đường tròn tâm O ra. Bài hình này thì tổng cộng gồm có 4 câu ha. Rồi đây là tâm O, đường kính AB. Đây là A, đây là B. C, điểm C cố định nằm trên đoạn thẳng OB. Điểm C cố định ha. Rồi vậy bây giờ thầy lấy C nằm đây đi. Nhớ đừng có lấy trung điểm nha, đừng có lấy trung điểm OB nha. Điểm M di động nằm trên đường tròn tâm O. Rồi ví dụ thầy lấy M nằm đây đi. Rồi M đây ha. Tiếp tục, đường thẳng D vuông góc với AB tại C. Đường thẳng D. Vuông góc với AB tại C. Cắt AM tại E. Rồi, đây là E nè. Trời đất ơi. Cái miệng thì nói em mà cái tay thì ghi chữ M. Rồi. E nằm ngoài đường tròn. D cắt MB tại F.
D cách MB tại F. Rồi, đây là F ha, F. Đây là đường thẳng D. Rồi, câu A đầu tiên. Người ta kêu mình chứng minh tứ giác AMFC nội tiếp. AMFC nội tiếp. AMFC nội tiếp. Rồi các bạn nhìn thấy đi đó. Cái câu này thì đầu tiên chắc chắn là phải dễ rồi ha. Tứ giác nè, đầu tiên xét tứ giác AMFC. Rồi. Thấy chưa? A nè, M nè, F nè, C nè. Nhìn vô đây thì mình thấy được gì? Mình thấy được góc C này bằng 90. Vì góc C này bằng 90 thì cái ông M này khả năng cũng bằng 90 theo. Nhưng điều nó chưa cho bằng 90, nhưng mình hoàn toàn có thể chứng minh nó bằng 90 được. Tại vì sao? Tại vì nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tam o, đúng không nè? Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tam o thì bằng 90 độ. Hợp lý ha? Ổn không? Rồi. Vô. Đầu tiên mình có thứ nhất là ACF bằng 90 độ. Chúng ta có thể ghi nguyên nhân là giả thiết, hoặc có thể ghi nguyên nhân là do D vuông góc với AB. Một là ghi giả thiết để bày cho cũng đúng, hoặc là ghi là do đường thẳng D vuông góc với AB cũng đúng. Rồi. Tiếp theo nữa, AMB bằng 90 độ. Nguyên nhân góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tam o. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tam o. Hai góc này là hai góc đối đỉnh, đúng không nè? Hai góc đối đỉnh. Tổng của chúng bằng 180 ACF cộng AMB bằng 180 độ. Suy ra được tứ giác AMFC nội tiếp đường tròn theo trường hợp tổng hai góc đối bằng 180 độ. Xong một ý đầu tiên. Phải chỉ đi thi nó cho vậy thì đỡ quá. Mà thiệt đi thi câu A nó vậy đó. À, đi thi là câu A nó vậy chứ nó không có gì phức tạp hơn nữa. Nên là các bạn học trò cũng đừng quá lo lắng. Đi thi nó cũng vậy thôi. Rồi được chưa? Xong ý đầu tiên ổn không? Ổn ha. Rồi tiếp theo. Qua ý tiếp theo. Vô. BCME nội tiếp. BCME nội tiếp. Ý thứ hai ha. Ý thứ hai. Xét tứ giác BCME. BCME. Nói BCME lại. Rồi. Vậy nhìn vô cái tứ giác này thì mình thấy được góc C bằng 90, góc M bằng 90, nhưng hai góc này là hai đỉnh liên tiếp nè. Hai đỉnh liên tiếp. Đúng không nè? Vậy là nó tứ giác nội tiếp không phải là theo trường hợp là tổng hai góc đối cộng lại với nhau bằng 180, mà nó theo trường hợp gì? Hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại với một góc bằng nhau. Đó cũng là một trong những cách nói. Nói chung là các bạn nói thì ngôn ngữ nào cũng đúng cả ha. Rồi, đầu tiên mình có nè, BCE. BCE bằng với BME. BME bằng 90 độ. Mới chứng minh xong, mới nói xong. Tại sao góc này vuông nó rồi? Tại sao góc này vuông nó rồi? Được chưa? Suy ra được tứ giác BCME nội tiếp đường tròn theo trường hợp ghi nguyên nhân ra. Được chưa? Theo trường hợp ghi nguyên nhân ra. Rồi. Hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại với một góc bằng nhau ha. Các bạn có thể ghi là do là hai góc này là hai đỉnh liên tiếp
cùng nhìn cạnh BE dưới một góc bằng nhau. Hoặc các bạn không ghi cái ý này thì người ta vẫn chấm mình điểm luôn. Rồi, được chưa? Xong câu A ha. Câu A này đơn giản quá. Rồi, bây giờ tập trung vô câu B nè. BF, BM, BC, BA. BF, BM, BC, BA. Rồi. Chỉ cần lập tam giác đồng dạng là ra ngay ha, lập tam giác đồng dạng là ra ngay, không có chạy đâu khỏi. Ở đây là BF. BF mình kết hợp với một cạnh bên đây, kết hợp với BA cũng ra, hoặc là kết hợp với BC cũng ra. Nhưng ở đây thì lấy BF nè, thì kết hợp với BC nè, thì kết hợp với BC. Đó, kết hợp với BC để ra được tam giác vuông. Nó sẽ dễ hơn. Vậy tương ứng ngược lại là BA thì sẽ kết hợp với BM. BA kết hợp với BM để ra được một tam giác vuông. Và hai cái tam giác là đồng dạng theo trường hợp nè, BFC nè ha, BAM nè, có cùng chung góc B nè, góc C bằng với góc M nè. Đúng chưa? Theo trường hợp góc góc là chúng ta sẽ dễ dàng ra được ý này ngay. Vậy đây không phải là ý khó. Ý này là ý bà con. Đúng không nè? Ý này là ý bà con. Rồi, vô. Xét tam giác BFC và tam giác BAM. Đầu tiên có góc B chung. Đó là góc ABM chung. Tức là góc này nè các bạn học trò, tức là góc này chung này ha, góc này chung. Tiếp theo nữa, BCF bằng với BMA bằng 90 độ. Từ đây mình suy ra được tam giác BFC đồng dạng với tam giác BAM theo trường hợp góc góc. Khi nó đồng dạng rồi mình lập được tỷ lệ. Ở đây nó liên quan đến BF, BM, BC, BA thì mình lập những cái cạnh liên quan đến thôi. BF nè là 1 2, 1 2 là BA nè. BC nè là 1 3 nè, bên đây 1 3 là BM. Tương đương BF nhân BM bằng BC nhân BA đều phải chứng minh. Rồi, xong một ý đầu tiên của câu B. Nhớ bạn nào muốn xem lại thì xem. Video này sau khi like xong thì sẽ được đăng lại trực tiếp trên kênh Du Tuổi Học Trò ha. Đăng vào lúc 3 giờ chiều, tức là tầm cả 2 tiếng. Đăng tầm cả 2 tiếng rưỡi nữa thì các bạn học trò có thể xem lại được video này. Còn bạn nào chưa follow được kênh thầy thì chúng ta follow. Bởi vì tối ngày hôm nay thầy cũng rảnh ha. Thầy cũng ngứa tay nè, tính tối ngày hôm nay live stream dạy cho học cho các bạn học trò nè. Tối ngày hôm nay thì thầy được rảnh một tiết á, vào lúc 21 giờ. Có thể là tối ngày hôm nay thì thầy sẽ live giải full đề thi tuyển sinh 9/10 cho các bạn học trò, để các bạn học trò tiện học. Nên là bạn nào có nhu cầu cần học thì nhớ follow kênh thầy trước. Có thể là tối ngày hôm nay thầy trò chúng ta sẽ gặp nhau, cô hống chân. Rồi, chín giờ tối đó các bạn học trò, chín giờ tối đó chúng ta có thể chia sẻ thông tin này cho các bạn học trò khác, để tối nay 21 giờ chúng ta có thể tập trung về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa, đúng không nè? Được ha, được ha. D, B, C, M là điều phải chứng minh đó. Mình khỏi ghi cũng được, mình ghi cũng được, bạn thân mến. Rồi tiếp theo, chứng minh AF vuông góc với EB. Chứng minh AF vuông góc với EB. À, họ kêu chứng minh vuông. À, dễ mà chúng ta. Trời ơi, cái gì dễ như vậy? Nè, F là gì? Chỉ cần trả lời được cái câu hỏi đó, F là gì? F là cái gì của tam giác EBA? Là gì các bạn thân mến? Trời đất ơi, bà con, F là trực tám. BM là đường cao nè, AEC cũng là đường cao nè. Đúng không? Hai đường cao cắt nhau tại F nè, thì F là trực tám. Trực tâm thì cái đường này thứ ba cũng là đường cao thôi. Hợp lý ha. Rồi, tiếp tục. Làm cái ý đó thôi. Vô ha. Rồi,
xét tam giác A, B, E. Ta có BM, EC là hai đường cao. BM cắt EC tại F, được chưa? Suy ra được AF là trực tâm. Quay sao đấy, suy ra F là trực tâm. Suy ra F là trực tâm của tam giác ABE. Suy ra được AF vuông góc với BE sau một ít. Hai anh này là đường cao cắt nhau tại một điểm thì điểm đó được gọi là trực tâm. Nhớ F là trực tâm nha, F là trực tâm, đây không có nha. Thì cái đường AF này là đường cao thứ ba ha. Trực tâm là giao điểm của ba đường cao. Rồi, các bạn hỏi thầy trực tâm là gì? Nó đặt cái nickname tên là tình yêu là gì? Bây giờ nó không quan tâm đến câu hỏi của nó nữa mà nó mới qua hỏi là trực tâm là gì rồi. Không xong rồi, nhiều câu hỏi quá. Rồi, tiếp tục tới câu C. EB cắt đường tròn tâm O tại N. Chứng minh AFN thẳng hàng. Trời đất ơi, câu C đấy. Câu C gì kỳ cục vậy? À, đúng không nè? Câu C gì mà cho dễ dữ vậy cả. Không xong rồi, không ổn rồi. Rồi, đừng nói là thầy thấy dễ mà không biết chúng ta cho. Chúng ta thấy dễ không? Thầy thì thấy dễ đó, mà chúng ta thấy dễ không? Bây giờ đơn giản mình mới chứng minh được gì? AF vuông góc với BE. Bây giờ các bạn chứng minh AN vuông góc với BE nó là xong nè. Hồi nãy mình chứng minh được là AF vuông góc với BE rồi. Bây giờ các bạn chứng minh là AN vuông góc với BE nữa thì ra được ba ông này chắc chắn sẽ thăng hàng đó. Ha, ba ông này chắc chắn sẽ thăng hàng. Rồi, rồi đầu tiên ha, ta có nè, xét đường tròn tâm O, ta có góc ANB bằng 90 độ. Nguyên nhân góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O, đúng chưa? Suy ra được AN vuông góc với BE mà AF cũng vuông góc với BE, đúng chưa? Suy ra được AFN thẳng hàng. Rồi, xong một câu. Hợp lý ha. Đây là buổi live stream chương trình lớp 9 luyện thi lên 10 các bạn ạ. Cứ mỗi khung giờ trưa này thì thầy đều sắp xếp thời gian để live cho các bạn học trò. Nên các bạn học trò lưu ý là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai tiết học. Một là live khung giờ trưa này, hai là 21 giờ tối ngày hôm nay. Thì thầy cũng có live nữa. Nên là bạn nào chúng ta có nhu cầu cần học chương trình toán thì các bạn học trò lưu ý giúp thầy là chúng ta tranh thủ để chúng ta học tập cho tốt nha. Rồi, xong một câu ha. Bây giờ câu tiếp theo. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF luôn đi qua một điểm cố định khác A. Vậy hiện tại là điểm A cố định nè. Đường kính AB và điểm C cố định nè. Vậy điểm B cố định nè, điểm C cố định nè, đường tròn tâm O cố định nè. Còn những gì, những cái khác có thể thay đổi. Rồi, bây giờ các bạn học trò cho thầy biết được AEF, cái đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF là cái tâm của nó nằm ở đâu? Suy nghĩ coi. Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF, tâm của nó nằm ở đâu các bạn? AEF, tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác nằm ở đâu? AEF nha. Giao điểm có ba đường gì? Trời ơi, không có đứa nào trả lời đúng hết trơn. AEF đâu phải là tam giác vuông đâu mà nằm ở trung điểm AE. Mấy đứa đồng chí?
AEF đâu phải là tam giác vuông đâu mà nằm ở trung điểm AE, nó là giao điểm của ba đường gì? Search Google cái giao điểm của ba đường gì là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác. Suy nghĩ cho thật là kỹ, còn không suy nghĩ ra thì gõ Google một cái để cho tôi nhớ. Giao điểm có ba đường trung trực ha, giao điểm có ba đường trung trực là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác. Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ nhấp nháp ba đường trung trực nè cho chúng ta thấy này ha. Đây là 7 7 4 3 5 3 7. Rồi đường trung trực là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc một đường này ha. Rồi tiếp tục nữa, sáu chia hai ra ba, rồi trung điểm và vuông góc rồi tâm nằm đây nè, vẽ ra thì ra không. Rồi chính xác nè. Đó. Được chưa? Tâm nằm đây. Rồi bây giờ mình thấy được như thế này. Cái điểm mà người ta hỏi nè, chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF là cái đường tròn này. Được chưa? Cái đường tròn này nó đi qua một điểm cố định khác A. A cố định, B cố định, C cố định, đường tròn tam O cố định. Vậy chắc chắn cái điểm này cũng sẽ cố định nè. Cái điểm cố định mà người ta hỏi chính là điểm này nè. Được chưa? Chính là cái điểm này nè. Rồi thầy đặt tên cái điểm này là Y đi. Y. Đó. Thầy lấy cây viết dạ quang thầy tô lên để cho các bạn học trò để ý. Rồi vậy là mình sẽ chứng minh anh Y này là cố định là xong. Được chưa? Chỉ cần chứng minh anh Y là cố định. Vậy đầu tiên mình sẽ gọi Y trước cái đã. Gọi Y là giao điểm của B, AB. Y là giao điểm của AB và đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF. Rồi bây giờ mình chỉ cần chứng minh anh Y cố định là xong ha, có nghĩa anh Y không thay đổi. Y rồi nhìn vô đây mình thấy được cái này nè, FIB thấy không, FIB, FIB này B cố định, C cố định. Vậy nếu như muốn anh Y này cố định thì cái đoạn thẳng này nè, đoạn này nè, nó bằng cái đoạn này là ok. Khi hai đoạn này nè bằng nhau, đoạn này bằng đoạn này thì độ dài BC cố định, đúng chưa? B cố định, C cố định thì độ dài BC cố định. Khi độ dài BC cố định thì cái độ dài bên đây cũng sẽ cố định theo. Vậy lúc của anh Y cuối cùng nó sẽ nằm ở đây. Được chưa? Mình sẽ chứng minh. Mình chỉ cần chứng minh là C là trung điểm của BI. Ha, C là trung điểm của BI thì B cố định, C cố định thì Y sẽ cố định theo. Vậy đây nó vuông, nó đang vuông nè, mà bây giờ nó muốn trở thành trung điểm nữa thì đây phải là tam giác cân. Cái tam giác này phải là tam giác cân thì nó mới ra. Nó cái tam giác này nè, nó phải là tam giác cân mới ra. Rồi vậy bây giờ chúng ta suy nghĩ làm sao để nó cân được. Đường thẳng này đang là đường vuông góc. Đầu tiên mình thấy được nè, A, I, F, E nội tiếp đường tròn. A, I, F, E nội tiếp. Thì cái góc F này nè, nó góc F này nè nha, góc F này nè.
nó sẽ cộng cho gốc A là bằng 180. Khoan khoan, nó bằng gốc A luôn chứ, tào lao. Nè, A, I, F, E nội tiếp. Đầu tiên ta có A, tứ giác, A, I, F, E nội tiếp. Đúng chưa? Nè, A nằm trên đường tròn, I nằm trên đường tròn, F nằm trên đường tròn, E nằm trên đường tròn. Thì A, I, F, E nội tiếp. Từ đây thầy suy ra được gốc F1 nè, nó bằng với gốc A1 nè. Rồi, F1 bằng với A1. Góc ngoài bằng góc đối trong, đúng chưa? Góc ngoài bằng góc đối trong. Tiếp tục nữa, góc F2 này, F2 này, mình có tứ giác A, M, F, C nội tiếp. Tứ giác A, M, F, C nội tiếp. A, M, F, C nội tiếp do góc C cộng góc M bằng 180, thấy chưa? Góc C cộng góc M bằng 180 nè. Thì một lần nữa mình cũng suy ra được góc F2 bằng với góc A1. F2 bằng với A1, một lần nữa cũng là góc ngoài bằng góc đối trong. Từ hai dữ kiện này suy ra được F1 bằng với F2. Suy ra được FC là đường phân giác, đường phân giác của IFB mà FC lại vuông góc được với BI. Vậy là nó là vừa là đường phân giác mà nó lại vừa là đường cao, đúng chưa? Nó vừa là đường phân giác, nó vừa là đường cao thì suy ra được đó là tam giác cân. Cân tại F. Khi nó cân tại F thì suy ra được C là trung điểm của BI. À, suy ra được C là trung điểm BI. Bởi vì cái đường cao nè, cái đường cao đường phân giác thì nó cũng là đường trung tuyến, đúng chưa? Đường trung tuyến thì C là trung điểm. Rồi, khi C là trung điểm rồi thì mình sẽ suy ra được mà CB cố định, cố định. CB cố định thì mình sẽ suy ra được Y cố định. Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF luôn đi qua điểm Y cố định. Rồi, có bạn hỏi thầy là làm sao để biết được cái tứ giác gì nội tiếp đường tròn AIFE. A nằm trên đường tròn, Y nằm trên đường tròn, F nằm trên đường tròn, E nằm trên đường tròn. Bốn đỉnh nằm trên một đường tròn thì tứ giác là nội tiếp rồi. Rồi, sau một câu sao thấy như thế nào? Tại sao hai cái bằng nhau thì cố định? Em tưởng tượng đi, anh C cố định, anh B cố định. C là trung điểm, vậy bên đây cố định theo không? Anh này đâu có nhúc nhích được, đúng không? Anh này đâu có nhúc nhích được, anh này đâu có lúc dài lúc ngắn được. Đầu tiên trước hết anh Y này nè, anh phải nằm trên, anh phải nằm trên anh AB, đúng chưa? Là anh chỉ có di chuyển cái khúc này thôi. Nếu mà anh Y này mà anh có chạy á, là chỉ chạy khúc này thôi. Nhưng điều ở đây mình chốt rồi, anh này là trung điểm. Ví dụ ở đây là 3 thì đây là 3, vậy đóng khung ông này lại. Ông này theo, ông này theo thì ông này phải theo. Tôi dạy quá trời dạy luôn, cuối cùng nó phán một câu sinh giờ, đề này dễ. Cao thủ, chân nhân bất lộ tướng. Rồi, xin mời. À, sau đây thì tới lịch like của các bạn học trò siêu nhân ha. Đó chính là câu này khó chứ không phải là dễ, các bạn học trò thân mến. Khó là do chúng ta không mường tượng được. Còn ai thấy dễ thì thầy tuyên dương ha. Ai mà thấy dễ thì thầy tuyên dương chúng ta. Rồi, bây giờ thì để thầy lưu video lại, rồi thầy đăng lại ở trên kênh Du ha. Thầy lưu video lại thì thầy đăng lại trên kênh Du, các bạn học trò thân mến nha.